Tại một nhà máy vũ khí ở Hàn Quốc, các dây chuyền sản xuất công nghệ cao, gồm robot và công nhân lành nghề, đang nhanh chóng chế tạo những vũ khí mà một ngày nào đó có thể tới tiền tuyến Ukraine. Kể từ khi xung đột bùng nổ tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, nhà máy Hanwha Aerospace ở thành phố Changwon đã tăng gấp 3 công suất sản xuất, theo các công nhân tại đây, trong bối cảnh Hàn Quốc đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí, còn những gã khổng lồ truyền thống như Mỹ vật lộn với khó khăn trong sản xuất. Tuy Seoul từ lâu có chính sách không bán vũ khí cho các bên đang giao tranh, nước này cũng đã ký những thỏa thuận trị giá 17,3 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, bao gồm gói thầu 12,7 tỷ đô la Mỹ nhằm cung cấp lựu pháo K9, xe tăng K2 cho Ba Lan, thành viên NATO và đồng minh chủ chốt của Kiev. Và với việc nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm trung tâm vũ trụ và nhà máy vũ khí của Nga, các chuyên gia cho rằng Hàn Quốc có thể sẽ phải xem xét lại lập trường của mình đối với xung đột Ukraine, ngay cả khi nước này đã kháng cự lời kêu gọi trực tiếp cung cấp vũ khí cho Kiev. Luôn sẵn sàng cho chiến tranh. Trên dây chuyền lắp ráp hôm 15 tháng 9 là từng hàng lựu pháo K9 sẽ được chuyển cho Ba Lan. Loại pháo này nặng 47 tấn, 14 bánh và có tầm bắn 40 km, xa hơn nhiều so với xe tăng, dù K9 cần phải đứng yên khi khai hỏa. Hanwha Aerospace, nhà thầu quốc phòng lớn nhất Hàn Quốc, đang chạy đua với thời gian để hoàn thành đơn hàng pháo K9 cho Warsaw. Lee Kang-hun, giám đốc sản xuất của Hanwha, cho biết Ba Lan đã đặt hàng 212 chiếc K9 vào năm ngoái và Seoul đã giao được 48 chiếc. Theo ông Lee, đây là tốc độ mà không công ty nào khác có thể đạt được. Chúng tôi có khả năng cung cấp sản phẩm trong khung thời gian ngắn nhất có thể, ông Lee cho biết, bổ sung rằng chế tạo một khẩu lựu pháo phải mất 3 đến 4 tháng. Seoul từ lâu đã nuôi tham vọng gia nhập hàng ngũ các nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, với mục tiêu trở thành nước lớn thứ tư sau Mỹ, Nga và Pháp. Seoul từ lâu đã nuôi tham vọng gia nhập hàng ngũ các nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, với tới mục tiêu trở thành nước lớn thứ tư sau Mỹ, Nga và Pháp. Đây là điều khả thi đối với họ vào lúc này, theo nghiên cứu trong ngành công nghiệp vũ khí. Hàn Quốc đã bán đạn pháo cho Washington với thỏa thuận người dùng cuối cùng, có nghĩa rằng quân đội Mỹ phải là thực thể sử dụng số đạn pháo ấy. Điều này cho phép Mỹ cung cấp đạn pháo của riêng mình cho Kiev, theo các chuyên gia. Choi Jong-bin, phó chủ tịch cấp cao của Hanwha Aerospace, cho biết ngành công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc có lợi thế quan trọng so với các nước khác, họ luôn sẵn sàng cho chiến tranh. Nguyên nhân là bởi giao tranh trong cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950 đến năm 1953 chỉ kết thúc bằng hiệp định đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình. Như vậy, trên lý thuyết, Seoul vẫn ở trong tình trạng chiến tranh với Bình Nhưỡng. Ông Choi cho biết, điều này đã mang lại cho Hàn Quốc lợi thế trong chế tạo vũ khí, vì Seoul có khả năng sản xuất hàng loạt một cách nhanh chóng và dễ dàng, bất cứ khi nào nhận được đơn đặt hàng. Việc chúng tôi duy trì dây chuyền sản xuất là một lợi ích khác. Lúc này, chúng tôi đang nhận được nhiều đơn đặt hàng nước ngoài, và có thể đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của họ, đồng thời có thể giao sản phẩm trong thời gian ngắn, ông nói. Theo ông Choi, vũ khí của Seoul cũng đã trải qua thử nghiệm kỹ lưỡng, vì chúng được triển khai trên thực địa, tại một trong những giới tuyến được phòng thủ nghiêm ngặt nhất thế giới. Nếu Moscow bắt đầu mua vũ khí từ Bình Nhưỡng, Seoul có thể thay đổi lập trường về việc hỗ trợ Kiev. Hàn Quốc có đổi ý. Triều Tiên không có vũ khí công nghệ cao như của Hàn Quốc, nhưng nước này có kho dự trữ vũ khí từ thời Liên Xô. Xung quanh cuộc gặp giữa ông Kim và Tổng thống Vladimir Putin vào hôm 13 tháng 9, các chuyên gia nhận định rằng Triều Tiên và Nga có thể đã nhất trí về thỏa thuận liên quan đến việc Bình Nhưỡng cung cấp đạn pháo và tên lửa chống tăng để đổi lấy công nghệ vệ tinh từ Moscow. Giới chuyên gia cho rằng, bất kỳ thỏa thuận nào giữa Nga và Triều Tiên đều có thể thay đổi tính toán của Seoul, vì Hàn Quốc lên án hành động của Nga tại Ukraine, nhưng lại bỏ qua lời kêu gọi hỗ trợ Kiev, một phần do nước này từ lâu vẫn muốn Moscow giúp ứng phó với Bình Nhưỡng. Nhưng nếu Moscow bắt đầu mua vũ khí từ Bình Nhưỡng, động thái vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, điều đó có thể buộc Seoul phải hành động, Choi Ji-in, giáo sư nghiên cứu quân sự tại Đại học Sangji tại Hàn Quốc cho biết. Nếu điều đó xảy ra, tôi cho rằng xác suất sẽ cao hơn 50% là vũ khí do Hàn Quốc xuất khẩu cho Ba Lan, sau đó được triển khai để giúp Ukraine kháng cự Nga, ông nói. Theo ông Choi, vũ khí xuất khẩu của Hàn Quốc, đặc biệt là pháo K9, sẽ có giá trị lớn đối với Kiev. Có thêm nhiều lựu pháo luôn luôn là điều tốt trong giao tranh, trong khi cả Nga và Ukraine đều có không đủ để dùng, vị giáo sư nói. Theo FP, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.